đi rồi, lòng con thương nhớ mẹ khôn. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ. Lúc đi xa con quay về mái nhà. Vui hưởng cuộc sống đời đời, vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống của người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan, và đã được chịu phép rửa, đã có sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho bà hướng dẫn được vinh quang trên ghế Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đang nhận lời cầu khẩn chân thành và Chúa biết ca những điều chúng con thầm mong ước. Chúng con cầu nguyện cho bà mới lìa bỏ chúng con, ước chi linh hồn anh nghe được sống bên Chúa, vui hơn bình an do tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ không này lời Đức Sách Tiên Tri Daniel. Tôi là Daniel, tôi đã được nghe lời thiên sứ nói như sau. Thời đó vị chỉ huy tối cao đấng dẫn thương che chở dân người sẽ đứng lên. Đó sẽ là một thời ngặt nghèo như chưa từng thấy từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó dân người sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ thức dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như mặt trời rực rỡ. Những ai làm cho muôn dân nên công chính để chiếu sáng như những vì sao đến muôn thuở muôn đời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chị thân mến, ước chi lời nguyện của chúng ta giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, bạn đang là người thân thiết ra liệt bỏ chúng ta, xin cho linh hồn anh nghe được mau về với Chúa. Chúa nhận lời chúng con, xin cho những việc tốt mà bạn đang làm đem lại nhiều kết quả và còn được người khác biết tôi. Xin Chúa nhận lời chúng con, xin Chúa thương tha tới mọi tội lỗi bạn đang làm rất nhiều đôi. Xin Chúa nhận lời chúng con, xin cho hình ảnh tốt đẹp của bạn nghe được. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chuyện thầm mến, trước cái chết của bà đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng một niềm hy vọng và yêu mến. Chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu, cùng với người chúng ta cùng thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng như Cha thì đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha. Chúng con xin Cha để chúng con tha thứ cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Đức mẹ Maria cũng là người từng trải qua thử thách đau thương, nhất là khi người đứng dưới chân thánh giá Chúa. Chúng ta hãy chạy đến với Đức mẹ, xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong tỉnh thử thách này. Kính mừng Maria để ơn với Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu ban lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong và năm tới. Amen. Đều lo tình thương manh li, chứ do con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế, kêu có hình hợp gia gì. Khi ngay chạy xe cho anh ta đi vô, ở giờ khi ngay ta đi. Kêu ổng chạy. Quyền năng của Chúa mà cho bà chúng con làm hai ngày được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, đem lên bài thần chết và cho hai ngày được tham dự vào đời sống phục sinh của Chúa. Trên muôn thuở muôn đời. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lời Thiên Chúa thượng án hàng hữu, khi ta thành vũ trụ hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả. Khi ngôi lời nhập thể, Chúa đã còn thanh quá tất là luận hơn. Cô Chúa xin Chúa chúc làm cho chiếc quan tài này
mà phải xác bà sẽ được giao qua như viên nhà tạm trong lúc chờ đợi ngày quan lâm quy hoàng của Đức Kitô đang ngự bên hội chúa cha trong chùa tham thờ nghe con và hiện tiền đời tha người chôn lên ô tôi vòng kiếm bao linh hồn không tham kiếm thành tình dân mẹ nhân ai đoàn con trái thiết tha ban ngày từ vực sâu tiếng thông than còn vòng nắng với tháng năm u hoài đớn đau mẹ ơi hãy lôi thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Lạy Chúa là đấng tạo hóa, Chúa đại diện lãnh muôn giáo tốt và thánh hóa chung. Xin Chúa ban quốc cho những chiếc tang này để những người thân thương trong tang huyết khi mặc vào được an vui, từ sự bình an của Chúa trong tâm hồn, đi thiên đau thương thành lời cầu nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan Chúa, để Chúa thương xót tuôn đồ muôn phần ơn cho tang huyết. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, tam phục bộ trang đôi dân tộc Việt Nam chúng con là màu tan chê đau thương dịnh biệt, nó lên nỗi đau đớn của kẻ ở người đi. Nhưng đôi quanh người khi tôn hữu, màu trắng biểu trưng cho sự tinh tuyệt, trong trang thanh sạch chinh cục, màu trắng gợi nhớ cho chúng con chiếc áo trắng phủ sùng mà chúng con đã lãnh nhận ngày lãnh nhận bí tích xưa tôi. Chúng con trở thành con người mới, trở thành chú thể của Chúa Kitô, luôn tin cậy và phó thác cuộc đời cho Chúa. Xin cho những người mang trang phục màu trắng này luôn biết quy hướng về Chúa, phó thác cuộc đời với bao nỗi đắng cay Chúa cho Chúa, luôn biết tin tưởng và tin thác trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha cả sáng nước Cha thì ra đi Cha thể hiện trên đất. Con chẳng còn thấy mẹ đâu con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về.